Ngoài kem và nước ép, chè cũng là một trong những sự lựa chọn phổ biến nhất để giải nhiệt vào mùa hè. Trong những ngày nóng nực cuối tuần ở nhà, bạn có thể dành chút thời gian để làm những món chè mát lạnh, hấp dẫn cho cả gia đình. Chè đậu đen. Khi nhắc đến các món chè đậu giải nhiệt mùa hè thì không thể không nhắc đến món chè đậu đen truyền thống. Nguyên liệu bao gồm đậu đen, đường cát trắng, muối, nước cốt dừa, bột năng. Cách làm: đậu đen sau khi được vo sạch bằng nước, bạn nhặt bỏ những hạt nổi trên mặt nước. Sau đó ngâm đậu đen qua đêm trong nước lạnh, thêm một chút muối. Sau khi ngâm xong, bạn đổ đậu đen ra rổ để ráo nước. Sau đó bỏ vào nồi và đổ nước lạnh ngập mặt đậu để đun. Đun đến khi hạt đậu mềm, từ từ đổ đường vào nồi đậu, đun lửa nhỏ để đậu thấm đường. Trộn nước cốt dừa với một chút muối, đường và một thìa cà phê bột năng, đun lửa nhỏ cho đến khi nước cốt dừa sệt lại. Khi đậu mềm, múc ra bát dùng nóng hoặc dùng lạnh với đá xay, trên múc thêm 1 đến 2 thìa nước cốt dừa. 2. Chè bưởi. Chè bưởi là món chè được mọi người yêu thích quanh năm, không chỉ vào những ngày nóng bức. Nguyên liệu bao gồm cùi bưởi, đường phèn, bột năng, hạt đậu xanh không vỏ, dừa sấy, nước cốt dừa. Cách làm: chuẩn bị cùi bưởi. Bạn gọt bỏ phần màu xanh, chỉ giữ lại phần màu trắng hình hạt lựu, ngâm trong nước muối. Ngâm 3-4 lần, lần 1 ngâm 90 phút rồi vớt ra vắt nước sạch, những lần sau ngâm 45 phút. Đậu xanh ngâm nước qua đêm, sau đó vớt ra để ráo nước. Cho cùi bưởi vào nồi nước đun sôi, khi thấy cùi bưởi nổi lên thì vớt ra, vắt khô nước. Ủ cùi bưởi cùng với đường khoảng 30 phút, sau đó đem lên chảo đảo đều cho đến khi cùi bưởi chuyển sang màu trong suốt, sau đó cho bột năng vào và trộn đều. Đun sôi đậu xanh trong nước, sau đó cho cùi bưởi đã ủ vào nấu chung, đun khoảng 5-7 phút cho đậu và bưởi chín thì tắt bếp. Làm nước cốt dừa. Cho 20ml nước cốt dừa, 7g bột năng vào nồi, đun sệt lại sau đó cho vani vào. Sau khi đậu và bưởi chín, múc ra bát và dùng nóng hoặc lạnh với đá xay. Trên mỗi bát múc thêm 1-2 thìa nước cốt dừa. 3. Chè khúc bạch. Chè khúc bạch được làm từ những nguyên liệu mang đến những miếng thạch kem sữa béo ngậy, hạnh nhân giòn thơm và vải thanh mát, là một trong những món chè giải nhiệt ngày hè được giới trẻ ưa chuộng. Nguyên liệu bao gồm sữa tươi, kem sữa tươi, gelatin, đường phèn, bột trà xanh, hạnh nhân lát mỏng, vải luộc vỏ bỏ hạt, lá dứa. Cách làm: hòa tan 100ml sữa tươi với 5g gelatin, để 15 phút cho gelatin nở đều. Sau đó đổ tiếp phần sữa tươi còn lại và kem sữa vào bát, thêm 50g đường rồi khuấy đều. Chia hỗn hợp trên thành nhiều phần và trộn với bột trà xanh để tạo màu sắc cho thạch. Đem hấp các hỗn hợp trên cách thủy, khi hỗn hợp nóng lên, thêm bột gelatin vào từng phần và khuấy tan. Sau đó dùng dây đổ hỗn hợp vừa hấp cách thủy ra khuôn, cho nguội rồi để trong ngăn mát tủ lạnh 3-4 giờ. Nấu 1 lít nước với 90g đường phèn. Khi nước sôi, cho lá dứa vào rồi tắt bếp. Sau khi thạch đông lại, cắt thành miếng vừa ăn. Rang hạnh nhân cho đến khi chín vàng. Cuối cùng, cho các thành phần gồm thạch, vải, đá lạnh và nước chè, rắc lên trên ít hạnh nhân rang và thưởng thức. 4. Chè chuối bột báng. Vị ngọt nhẹ từ chuối, chút béo từ nước cốt dừa và bột báng, cùng với đậu phộng giòn giòn tạo nên hương vị thơm ngon hòa quyện cho món chè. Nguyên liệu bao gồm chuối, bột báng, đường trắng, muối, bột khoai, nước cốt dừa, đậu phộng rang và dừa nạo. Cách làm: bạn hòa 1/4 thìa cà phê muối vào 700ml nước, sau đó cho chuối bóc vỏ cắt lát và ngâm trong nước muối này trong 5 phút. Bột khoai và bột báng ngâm trong nước khoảng 2 tiếng cho tới khi nở, sau đó đổ vào nồi nấu cùng với 700ml nước. Khi nước sôi, thêm 1/4 thìa cà phê muối, đường trắng và nước cốt dừa vào. Khuấy đều cho tan đường. Tiếp theo, cho chuối cắt lát vào nồi, nấu khoảng 20 phút để chuối thấm đều gia vị. Khi thưởng thức, bạn có thể rắc thêm đậu phộng rang và dừa nạo để tăng thêm vị bùi thơm cho món chè.
5. Chè vải hạt sen. Món chè vải hạt sen có vị bùi và giòn của hạt sen kết hợp cùng vị ngọt của vải sẽ là món giải khát lý tưởng cho mọi người. Đang vào mùa vải thiều chín đỏ, cũng là lúc hạt sen tươi đã vừa đủ già để bở tơi mềm khi nấu, nên các bạn hãy làm món chè vải hạt sen thật thơm ngon cho đấy cả nhà nhé. Cách nấu cực kỳ đơn giản, chỉ cần khoảng 20 phút là cả nhà sẽ có món chè vừa thanh vừa mát, tráng miệng ngon tuyệt vời rồi. Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm vải thiều, hạt sen tươi, đường, dầu chuối. Cách làm như sau. Vải thiều bạn đem lột sạch vỏ, bỏ hạt chỉ lấy phần thịt rồi rửa sạch. Đun sôi 1 lít nước, cho hạt sen vào nấu tầm 10 phút rồi tắt bếp. Cho 100g đường vào, trộn đều với hạt sen và giữ lại phần nước trong nồi. Vớt hạt sen ra, để ráo rồi lần lượt nhét mỗi hạt sen vào mỗi quả vải. Đun sôi nước luộc sen, thả vải vào nấu thêm khoảng 3 phút, cho thêm vài giọt dầu chuối, vớt bọt là xong. Sáu, sâm bổ lượng. Món cuối cùng mà blog ẩm thực muốn giới thiệu đến bạn là sâm bổ lượng. Đây là loại chè bắt nguồn từ Quảng Đông, Trung Quốc, có tác dụng giải nhiệt, bồi bổ cơ thể và là sự kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu tự nhiên. Để chuẩn bị các nguyên liệu, bạn cần sơ chế như sau từ tối hôm trước để sáng hôm sau có thể làm món sâm bổ lượng. Bo ngâm hạt với nước sôi qua đêm 4-5 giờ cho nở mềm, sau đó đem luộc với 200ml nước khoảng 15 phút cho chín mềm. Củ sen gọt vỏ, cắt lát mỏng khoảng 1cm. Củ năng gọt vỏ, nếu quá to thì cắt làm đôi rồi rửa sạch. Cho củ sen và củ năng vào nồi đun cùng 2 lít nước ở lửa vừa. Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ và hầm trong khoảng 10 phút cho củ sen và củ năng chín mềm. Hạt sen ngâm với nước ấm 20 phút rồi cho vào nồi luộc mềm cùng 200ml nước. Đổ hạt sen cùng với nước luộc vào nồi chè, thêm đường phèn và khuấy đều cho đường tan. Tiếp tục nấu 10 phút nữa cho các nguyên liệu ngấm đường. Múc bo bo vào ly, thêm sâm và đá nhuyễn và bạn đã có một ly sâm bổ lượng mát lạnh và bổ dưỡng cho ngày nóng. Trên đây là 6 món chè giải nhiệt mùa hè các bạn nên thử vào mùa hè này nhé. Đảm bảo vừa ngon vừa mát, cả nhà đều thích thú đấy.